Xin thân mến, kính chào tất cả mọi người. Và mọi người thông cảm nha, hôm nay mọi người nhận được thông báo ở trên YouTube có video mới trên kênh của Tài. Thì đây là một cái video Tài gửi cho một khách hàng, cũng là người Việt Nam mình nhưng đang định cư ở Mỹ. Cho nên cái mạch này ở đây mọi người thấy có đề cái nguồn điện là 120V nè. Thì đây là một cái mạch lo kéo mà bên Tài đã ráp bán từ lúc khôi phục trở lại công việc đến nay. Thì đã bán rất là nhiều về cái này nhưng mà Tài không có làm video ở trên YouTube mà chỉ có đăng ở trên Facebook mà thôi. Vì không có thời gian, nhưng mà hôm nay khách hàng này là người ở nước ngoài nhưng mà muốn là người Việt Nam mình cư trú ở nước ngoài nhưng muốn sử dụng cái loại mạch này về để về Mỹ, anh sẽ tự đóng thùng, tự làm lấy. Cho nên Tài phải có một cái video này để chia sẻ cùng anh để về anh sẽ lắp ráp cái bo mạch này vào và sử dụng. Còn về phần thùng thì Tài sẽ gửi cho anh cái thông số qua bên Zalo theo như lời của anh yêu cầu. Còn trên video này Tài chỉ test thử để cho anh thấy và cái cách sử dụng thôi. Thì trên cái mạch này, cái phần Tài đã nhận với anh, cái biến thế này đã quấn lại để nó sử dụng điện 120V và vẫn có chức năng sạc bình ắc quy bình thường. Thì mọi cái phần mạch này chút xíu Tài sẽ test thử. Có vấn đề chia sẻ cùng anh là anh cẩn thận. Ở đây thì cái phần này là phần dây bình đó, thì Tài đã quấn bằng keo giấy lại như thế này để tránh nó bị chập lại với nhau. Vì khi chúng ta cắm vào điện như thế này thì ở đây nó cũng sẽ có điện để nó sạc 12V vào bên trong cái bình. Còn đây là cái bộ mạch micro, những cái chân rắc này thì Tài đã chấm keo hết rồi, cho nên nhằm tránh cái tình trạng là về anh cắm vào nó bị sai không đúng. Cho nên không đúng các cái chân cắm này thì sẽ gây bị hư cái bo mạch. Đây là cái bo mạch thu sóng của bộ micro của hai cái tay mic đây. Đó. Thì cái mạch này sau khi anh ráp vào trong thùng thì anh sẽ bắt nó vào bên trong một cái hộp như thế này. Đó. Có thể anh sẽ dùng một cái miếng keo hai mặt. Ở phía sau này anh dán vào cái lưng của cái mạch này trước. Sau đó chúng ta dùng hai con ốc bắt ở bên đây một con và bên đây một con là xong thôi. Đó. Đừng cho bị cong mạch để có thể là nó gãy mạch. Và hai cái sợi dây dài này là hai sợi dây anten. Anh có thể xỏ xuyên nó qua. Xỏ xuyên nó qua cái lỗ giống như thế này. Đó, xỏ xuyên nó qua cái lỗ đó và chúng ta đưa nó về cái phía lỗ hơi ngoài trước nè. Đưa nó dư ra ngoài này khoảng một khúc. Đó, để cho nó bắt sóng mạnh hơn là về cái phần mạch micro. Còn mạch phân tầng thì đối với lo kéo thì mạch phân tầng vì nó liên quan đến sử dụng bình ắc quy cho nên mạch phân tầng nó sẽ đơn giản, ít linh kiện hơn là cái mạch phân tầng mà chúng ta sử dụng cái công suất mà dùng bằng điện để đánh, ít linh kiện để nhằm tránh hao tổn công suất, vì ở đây công suất nó phải sử dụng bằng điện của bình để nó kích lên nữa, cho nên là mạch phân tầng thì nó cũng chỉ đơn giản thôi và vẫn phân ra 4 cái đường tiến. Đây là cái đầu dây vào, là đầu dây in đó. Để Tài ra phía sau nó quay cho nó rõ luôn. Đây cái mạch như thế này ha. Này, đây là đầu in vào. Là chúng ta sẽ cắm vào công suất. Ở đây nó sẽ có một cái rắc nè. Cái này thì Tài phải tháo ra để thì mới đóng gói cho anh được. Đó, cái rắc này thì về anh cắm vào ngay đây. Nó đã đúng cái mặt của nó. Phải đúng mặt thì mới cắm vào được. Thì đúng mặt cắm vào là nó sẽ đúng với cộng trừ luôn. Anh cứ cắm vào là sử dụng thôi. Rồi, về trên cái mạch này thì ở đây là dây bát nè. Tài có làm sử dụng một cái miếng băng keo giấy có đề nè. Đó. Bát 2 nè. Đó là cái bát thứ 2. Rồi, ở đây là cái bát thứ nhất. Bát thứ nhất được nằm ở phía dưới. Ở dưới thùng ạ. Đây, bát 1 nè ha. Đó, Tài có đánh dấu hết. Rồi cái hai dây còn lại là phần trép. Phần trép là dây màu vàng. Màu vàng là sẽ là mid trép nha. Đó, để ra phía trước. Phần màu vàng sẽ là mid trep. Đây. Dây màu vàng nè. Đó, mid 2. Rồi cái dây đỏ này, đỏ và xanh. Đó, nó sẽ là 2. Đó, và có cái cúc như thế này là cái pha cộng để cho anh đấu nối. Và cái mạch này thì nó chạy trở kháng là 2 ohm. Có nghĩa công suất nó ra đó, công suất 300W. Công suất 300W nó chạy trở kháng là 2 ohm. Đây là cái biến thế quấn lại điện 120V nè. Đó, cái biến thế quấn lại điện 120.
Rồi thì sơ lược về cái thùng thì cái bát số 1 mà nãy Tài có đánh dây đó, đánh dấu cái gì sợi dây đó, cái bát số 1 này nó sẽ chứa tiếng bát nhiều hơn một chút. Đó, là tiếng bát nó nhiều mà tiếng mid nó ít. Đến hai cái loa trap cũng vậy, hai loa trap nó sẽ có một cái là chạy dải mid trap và một cái là chạy dải trap dải cao. Và đến cái loa bát thứ hai là nó sẽ chạy ở cái dải mid, nó tiếng ca nó nhiều hơn. Đó thì nó đều được sử dụng là hai cái bát này ở trong cái thùng này Tài sử dụng á là côn 65 và trở kháng của mỗi một cái bát như vậy là 4 ôm. Và trên cái mạch phân tầng đó vẫn là nguyên lý hoạt động nối song song. Thì sau khi mà nối song song lại hết rồi chúng ta đo cái phần còn lại thì trở kháng của nó sẽ còn được khoảng hơn 2 ôm. Thì cái mạch này chạy vô tư xuyên suốt. Vì Tài đã test rất kỹ và đã bán những cái dòng loa này cho khách hàng rồi, và anh cũng đã có xem qua trên Facebook thì anh cũng đã biết rồi. Thì cái loa này trước đây Tài chỉ, từ hôm Tài khôi phục lại công việc đến giờ Tài chỉ có làm và đăng ảnh ở trên Facebook và test ở trên Facebook thôi, chứ Tài chưa có thời gian quay ở trên YouTube. Còn hôm nay thì do cái vấn đề này Tài phải làm cái đoạn video này thân gửi đến anh, thì những khán giả xem qua video cũng vui lòng thông cảm bỏ qua và cũng có thể xem tham tham khảo chơi cho vui mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ cho Tài để Tài trở lại với ngày hôm nay. Rồi sơ lược về micro, bây giờ Tài sẽ test thử micro. Nhấn cái một là lên thôi, nhưng mà khi tắt là phải chúng ta phải đè đè lâu. Để Tài ra đi ra xa tí xíu. À, nãy quên nói phía dưới, Tài đang cắm cái nguồn điện là ở Việt Nam mình thì đang sử dụng cái ống áp này, ở phía trên này là 100, ở phía dưới là 110. Còn về Mỹ thì anh sẽ cắm vào cái cục biến thế đã quấn là nó chạy với dòng điện 120V. Lúc nãy thì Tài vừa thử là phần reverb mở hết nè, và echo đây thì ở phần này là delay cái thời gian. Thì giờ Tài cái volume này to nhỏ của echo, Tài sẽ tắt cái echo đi để thử cái tiếng reverb. Alo 2 3 4 Alo 2 6 7. Cái reverb ở trên đây á, vì công suất này là công suất mono, cho nên reverb thì chúng ta có để nó hỗ trợ thêm cái tiếng xì cho lời ca thôi. Chứ thật sự ra cái reverb nó không thể mà mượt mà, cái âm sắc của nó không thể mượt mà được giống như trên âm thanh CT được, vì đây là âm thanh mono. Rồi Tài sẽ trộn thêm cái phần echo vào nè. Đó. Cái phần delay này thì để thông thường theo chúng ta hay thường hát karaoke. Bây giờ vặn trả trở về thêm chút xíu nữa thì cái thời gian nó sẽ nhanh lên nữa, thì cái tiếng của chúng ta nó sẽ nhanh lên nữa. Rồi Tài nói sơ lược về cái mặt trước này anh nha. Nó cũng không có gì là khó, rất là dễ sử dụng thôi. Đây thì guitar von. Khi nào chúng ta cắm cây guitar, cây đàn guitar vào thì chúng ta mới sử dụng đến này để nó khuếch đại tiếng guitar. Rồi, riêng về cái phần này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái volume này là dành riêng cho phần micro hết. Lớn nhỏ của mid, lớn nhỏ của echo, thời gian của echo, và đây là volume lớn nhỏ của reverb. Và đây chúng ta chỉnh treble và bass của micro. Rồi còn hai cái volume còn lại là treble và bass của cái phần âm âm nhạc đó, treble, bass, rồi volume lớn nhỏ của phần nhạc. Rồi để Tài lấy cái USB cắm vào thử luôn ha. Ở đây thì mode này để chúng ta chuyển đổi giữa Bluetooth và thẻ nhớ.
micro SD hoặc là USB, rồi cái phần Rec này để thu âm nữa nè, Rebic lặp lại nè, cái này để mà nó hát cái USB này xuyên suốt luôn. Thì mặc định của này là khi nó hát hết nhạc trên USB thì nó sẽ quay trở lại nó hát tiếp rồi. Và đặc biệt là cái bass boost này, cái bass boost này rất là mạnh. Nó có hai chế độ, ví dụ như nè, nhấn vào nè, 1 nè, 2 nè, và off, nhấn nữa nó sẽ là off. Thì cái này mọi người phải trải nghiệm thực tế ở bên ngoài thì mới nghe cái bass boost này nó đánh tương tự như là sub, nó kích sub, kích bass lên vậy đó. Cái bass boost này nó rất là hay. Vì cái mặt 300W thì nó mới có cái sức mạnh để mà nó kích được như vậy. Rồi thì khi mà về anh sử dụng anh cảm nhận anh sẽ biết, còn bây giờ thì Tài sẽ không có dùng cái bass boost. Đó, ốp. À, vẫn có mic rì anh nhá. Cái phím này nhấn vào nè. Đó, nó sẽ là on, mà nhấn vào thì nó sẽ up. Thì cái mic rì là dành ở chế độ thuyết giảng. Thì nhấn cái đó vào thì chúng ta cầm micro chúng ta nói, nó sẽ tự động nó mở nhỏ nhạc xuống. Và khi chúng ta không có tiếng động ở trên micro nữa thì nó lại mở nhạc lớn trở lại. Nếu mà lỡ nhấn vào cái đó rồi thì không hát karaoke được, vì nó dành ở cho chế độ để sử dụng để thuyết giảng hoặc là để bán hàng. Người bán hàng người ta cần một cái đoạn nhạc, người ta cắm vào USB trên đó, người ta để đó, nó cứ phát nhạc vậy. Khi nào người ta rao, người ta quảng cáo cái gì đó thì nó sẽ tự động nó mở nhỏ nhạc xuống để cho cái người đó cầm micro để nói chuyện. Rồi, nhạc. Trên cái file này thì cái toàn là những cái dòng nhạc mà để Tài test máy, để thử máy hệ thống âm thanh lớn đó. Mà bây giờ lấy thử với một cái loa kéo, mời mọi người cùng nghe chơi. Bass thì Tài để là 50. Đây, trap mở hết trap luôn. Rồi. Đến đây thì video này Tài cũng xin phép được tạm dừng. Tài cũng xin thân gửi cái video này đến khách hàng. Và cũng chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ, đã xem video trên kênh của Ngô Đức Tài. Để Tài đã có được một cái khôi phục trở lại như ngày hôm nay.
Xin nhân chân thành cảm ơn tất cả mọi người và Tài sẽ hẹn gặp lại tất cả những khán giả của mình vào video tiếp theo. Xin thân mến, chào tạm biệt.